Câu hỏi tìm tọa độ điểm M. Sao cho tam nhập ma giác MAB vuông cân tại M? Vậy hỏi hơi Minh nè. M có mấy ảnh chưa biết? Dạ M có hai ạ. Đúng rồi, đó là XM, IM. Đồng ý không? Dạ. Như vậy ta cần phải có mấy phương trình để có thể tìm ra hai ảnh đó? Dạ, hai phương trình đó thầy. Đúng rồi, hai phương trình. Phương trình thứ nhất, thầy lấy từ chỗ vuông tại M. Vuông tại M có nghĩa là tích vô hướng của MA và MB là bằng mấy? Dạ bằng không. Tại vì có một cái nốt mà bữa chúng ta đã từng biết, đó là hai vector mà vuông góc nhau thì tích vô hướng bằng không. Đồng ý không? Dạ. Cái thứ hai là cân. Cân thì có phải là MA bằng MB không? Dạ phải. Như vậy là thầy sẽ dùng cái kiến thức hệ phương trình này để thầy sẽ bắt đầu giải quyết bài 10. Trước khi giải quyết bài 10, thầy cung cấp một cái nốt nữa, đó là tích vô hướng khi đề cho tọa độ. Nốt số mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là tích vô hướng bằng 0 nè. Nốt số 7, đó là tính tích vô hướng cho tọa độ của vectơ A là A1, A2. Ghi trên hồ chép lý thuyết đi con. Tiếp tục, cho tọa độ B là B1, B2. Như vậy tích vô hướng của vector A nhân vector B thì bằng gì? Mình còn nhớ không Minh? Dạ, vector A nhân vector B đó thầy. Thì bằng gì biết không? Đó là bằng hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Như vậy là A1 nhân với dạ B1 cộng với dạ cộng với A2 nhân B2. Đó là công thức của tích tích vô hướng khi đề cho tọa độ. Đây là nốt thứ 7, nhớ chưa Minh? Dạ rồi. Rồi bây giờ hãy áp dụng vô nè. Bài số 10. MA nhân vector MB là ta lấy hoành nhân hoành. Đây là giờ suy ra hoành của vector MA là nhiêu? Như vậy thầy phải lo tính vector MA và MB trước, đúng không? Dạ đúng rồi. Ta có vector MA là M trừ đo cho cái gì vậy Minh, đọc hay nghe? Lấy dạ. Cuối trừ đầu. Cuối trừ đầu là lấy gì trừ gì? Dạ 1 trừ dạ 1 trừ cho XM. XM đúng rồi. Tiếp tung là nhiêu? Dạ 1 trừ dạ 1 trừ IM. IM đúng rồi. Tiếp tục vector MB là nhiêu? Dạ vector MB là 6 trừ XM. Đúng rồi. Tiếp dạ 8 trừ IM. Rồi. Như vậy do đó tích vô hướng là hai thằng nhìn nhau. Hoành nhân hoành là mấy nhân mấy? Dạ hoành nhân hoành là 1 trừ XM nhân cho 6 trừ XM. 6 trừ XM. Tiếp tục dạ cộng cho 1 trừ IM nhân cho 8 trừ IM. Tung nhân tung. Vậy là 1 trừ IM nhân cho 8 trừ IM. 8 trừ IM. Rồi, tích vô hướng là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Ok chưa? Dạ. Rồi, phương trình thứ hai là MA bằng MB. Tuy nhiên phương trình này thầy nghĩ là thầy phải rút gọn cái đã để cho nó gọn lại, chứ để nó cồng cần quá không hay. Như vậy nhân phân phối vô. Nhân phân phối vô là nhiêu? 6 trừ mấy XM?
trừ xm với trừ 6xm là trừ mấy? Là trừ 7. Trừ 7xm cộng cho à, đúng rồi. X cộng cho x. M tất cả gì? Những cái lá bình phương. Bình phương đúng rồi, rồi cộng cho 8. Rồi trừ im với trừ 8im là trừ bao nhiêu? Dạ 9im. Rồi bình phương lên là cộng im tất cả gì? Là tất cả bình. Rồi như vậy là hãy rút gọn trước. Rồi phần rút gọn này thoát nhiều không anh? Dạ không. Rồi bây giờ mình ráp vào. Nhưng mà 6 với 8 là 14 thì làm luôn đi. Chứ để không làm gì đúng không? Dạ. Rồi 14. Được chưa? Dạ rồi. 6 với 8 là 14, để luôn. Rồi MA. MA thì là cách bậc 2 của cuối chia đầu tất cả bình, đúng không? Vậy cụ thể là cái gì bình? 1 trừ x M tất cả gì? Tất cả bình cộng 1 trừ y M tất cả bình. M tất cả bình, đúng rồi. Còn MB là bao nhiêu? Đó là 6 trừ gì? 6 trừ xm tất cả xm tất cả bình. Dạ cộng 8 trừ ym tất cả bình. 8 trừ ym tất cả bình. Bạn nào mà quên kiến thức này thì nhớ nghe lại đọc lần 2 nè. MA là gì? MA là căn bậc 2 của hoàn bình cộng trung bình. MA có tọa độ là 1 trừ xm và y 1 trừ ym nên hoàn bình cộng trung bình đã xong. MB tương tự cũng hoàn bình cộng trung bình, nhưng vì ở hai bên có cái dấu căn bậc 2 nên bình phương lên mất căn bậc 2 có được không? Dạ được. Được đúng không? Như vậy ta tập trung giải hệ phương trình này. Sau khi ra xm ym xong thì ta đã tìm được tọa độ điểm M cần tìm. Ok chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ làm sao giải nhanh nhất bây giờ? Giờ khai triển thằng dưới đi, thì nghĩ khai triển thằng dưới xong với thằng trên ghép lại là xong. Rồi, chịu khó giải. Ở dưới thằng đẳng thức là gì? Xm bình trừ 2 lần gì? Xm cộng 1 tiếp tục ym bình trừ 2 lần ym cộng 1 rồi tiếp tục xm bình trừ 12 lần xm cộng 36 tiếp tục hai nhân 8 16 ym bình lên là cộng 64. Đó, tôi đang kiểm tra sự bản lĩnh của mỗi đứa đó. Nhìn không cần nhiều đứa đầu hàng ngay từ đầu luôn, còn một số đứa nó rất là bình tĩnh, cứ khai triển từ từ. Rồi mình có thắc mắc gì cái khai triển thằng đẳng thức của mình? Dạ không. Chắc không? Không có nói chắc chung à. Chung chắc rồi, lỡ mà sai là nguyên dành sau nó thấy sai hết á. Bây giờ dưới á dạ. Là hai bên đều có xm bình nên chỉ tiêu đó, đứa nào bản lĩnh đứa nào nằm ở chỗ là dám làm từ từ. Còn một số đứa bạn thì nhìn thấy nó quá lo lắng bởi vì toàn là số lớn không sợ, chính vì cái nỗi sợ đó làm không làm được gì hết á. Rồi sau đó chuyển trừ 12 xm qua là dương 12, dương 12 và gặp với trừ 2 là dương 10. Tiếp tục trừ 16 chuyển qua là dương 16,
dương 16 gặp với trừ 2 là dương 14 im. 36 mà đi với 64 á là 100. 100 trừ 2, 1 với 1 là 2 thì chuyển với qua là 98. Bây giờ rất là gọn, cứ làm từ từ thì nó sẽ gọn đi. Rồi chuyển với thắc mắc gì không Minh? Dạ không. Rồi bây giờ để cho gọn thêm á thì chia cho 2. Nhớ nha, tính toán sai là sai 1 giây á, nên phải cẩn thận từng dòng một. Dòng nào coi đúng dòng đó. Dấu hiệu chia cho 2, đây là 5, đây là 7. 98 chia 2 được mấy con? 98 chia 2 là... Chúng chậm quá. 49. Rồi bây giờ rút một phương trình ra. Rồi làm phương pháp thế. Đó, kiên nhẫn, phải là kiên nhẫn cực kỳ luôn. Làm những bài tập này mà không kiên nhẫn là coi như một là tính toán sai, hai là đầu hàng luôn. Nên từ 2 rút ra trước. Bây giờ rút ít đi, rút y cũng được. Chia 5 đẹp hơn là chia 7, nên thì rút y ra. Nên y màu mấy mình đọc coi. Dạ, y màu 49 trừ 49 trừ cho 5 ít phần 7. Chia 7 nha, chia 7 cũng được. Chia 7 đi, lỡ rút rồi rút mình đi. Như vậy là 49 chia 5 xm chia 7. Được chưa? Rồi thế vào đâu? Rồi thế vào 1. Rồi ta được. Như vậy là xm bình. Để im im thì nhân vào im thế vào là 49 trừ 5 xm tất cả chia 7. Rồi tương tự im bình cũng vậy. Rồi đồng ý dòng đó chưa? Dạ rồi. Chương trình này chỉ có chữ xm xuất hiện thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ nhìn thầy quy đồng và khử mẫu luôn nè. Mẫu số chung có phải là 49 không? 7749. Dạ phải. Như vậy quy đồng và khử mẫu thì bên trong của 49 trừ 5 xm tất cả bình, còn thừa số phụ của ai thiếu thì nhân vô. Ví dụ 9 x 7 63, là nhân thêm 7 vào. Rồi bấm máy tính, 14 x 49 là nhiêu con? Có máy tính không? 14 x 49 là nhiêu? Giờ ra 686. Bấm lại lên kiên, con ngồi 686 đúng không? Dạ. Yeah. Rồi 7 x 49 là nhiêu? Dạ, yeah, 7 x 49 là 343. 43 đúng không? Đừng có tính sai nha con. Sai 343. Rồi thấy hình ảnh chưa? Hiệu quy đồng lên. Mẫu sử dụng là 49. Thì 49 x 14 như con nói. Nhớ không có sai, sai sau 1 giây đó, con kiểm tra lần cuối coi, đúng hết không? Dạ 343 chứ 243 là 343. Thầy nói sai là sau 1 giây toàn bộ đó con. Cái công lao làm rất là cực đó. Kiểm tra lại hết chưa? Dạ. Xong chưa? Xong chưa? Xong chuẩn chưa? Yeah. Rồi bây giờ khai triển hàm ảnh thức ra nè. Trừ 5 xm bình, 49 bình phương là nhiêu? Nhìn lên, 49 bình phương là nhiêu? Dạ, yeah, 2401. 2401. Rồi trừ 2ab là 490 xm. Rồi cộng 25 xm bình. Đúng chưa? Rồi 63 x 49 được nhiêu?
Dạ. Dạ 63 nhân 49 là 3087. Rồi, trừ cái trừ lập cộng. Vậy 63 nhân 5 ra nhiêu? Dạ 63 nhân 5 ra là 315. Vậy 315 XM. Đó, công lao làm mà để sai rất là phí đó. Rồi tới đây thì thấy ổn hết rồi, đưa về phương trình bậc 2 cuối cùng. 25 cộng 49 là nhiêu? Nhìn lên con, 25 cộng 49 dạ bằng 74. Vậy là 74 XM bình. Rồi tiếp tục trừ 343. Bấm tính đi, trừ 343 cộng 315 trừ 490 ra nhiêu? Dạ bằng âm 444. Âm 444 là 3 số 4 đúng không? Dạ. Nhớ không có sai sót nha con, sai là uổng lắm á. Giờ tới số tự nhiên 686 trừ 3087 cộng 2401 bằng nhiêu? Dạ bằng 0. Cộng chưa? Chắc bằng không không? Dạ rồi con cộng nè thầy. 686 cộng cho 3087 cộng trừ 3087 với cộng hồi nào con nhìn màn hình nè. Trừ 2087 3087 với trừ 2087 hồi nào? Dạ 3087. Dạ con thấy rồi. Cộng cho 2401 đúng không thầy? Ra bao nhiêu? Dạ ra bằng 0. Rồi bấm phương trình bậc 2 này ra nhiêu? Dạ x bằng 6 hoặc là x bằng 0. Số quá đẹp đúng không? Công lao làm một hồi nó cũng có kết quả tốt cho mình. Một số bằng 0, một số bằng 6. Vậy x mà bằng 0 thì thế vô tìm im mà. Giờ đó đi, x mà bằng 0, im mà đâu? Thế vô đây nè, im mà nè. 49 chia 7 là nhiêu? Dạ 49 chia 7 là bằng 7. Như vậy tọa độ thứ nhất là 07 chấm phẩy 6 thế vào 5 x 6 30. 49 trừ 30 ra nhiêu? Dạ bằng 19. Vậy đáp số thứ hai là 19 phần 7. Thấy rõ chưa? Vậy có hai tọa độ M và điều kiện đề bài. Đó là M1, tọa độ là nhiêu? Đọc thầy nghe cho mình. Dạ M1 là tọa độ là 0,7. Tiếp tọa độ 2. Tọa độ 2 là 6, đó là 19,7. Rồi 6, 19,7. Rồi sửa xong báo thầy biết. Dạ. Đó, qua cái kiến thức này thì các em cũng thấy một điều là cái chuyện tính toán trong tương lai nó sẽ rất là mệt chứ không phải đơn giản. Nên những em nào kỹ năng thần kinh yếu trong vấn đề tính toán, đặc biệt là thấy số bình phương quá trời ngại dẫn đến sợ thì coi như không làm được gì luôn á. Nó làm rất là bình thường, từ từ khai triển ra, hằng là thức là hằng là thức, quy đồng mẫu là quy đồng mẫu, nhân phân phối là nhân phân phối, bấm máy tính là bấm máy tính. Rồi sửa nhanh lên cho thầy nha Minh. Dạ đang sửa. Qua bài này tụi em cũng thấy tầm quan trọng là sai cái dòng nào á là cả dây cứ sai hết. Nên em hết sức cẩn thận từng dòng một. Dòng đó chuẩn rồi mới qua dòng khác. Con không hiểu được cái dòng mà tương đương ra số 686 trừ cho 343 xm ở thầy. Mẫu số chung là bao nhiêu? Bạn
Dạ. Mẫu số chung là nhiêu? Mẫu số chung con phải tìm mẫu số chung rồi con tìm thừa số phụ, kiến thức cơ bản của lớp 4, lớp 5 mà. Mẫu số chung là nhiêu, con xác định tư tưởng mẫu số chung là nhiêu đã rồi nó đến chuyện tiếp. Dạ, mẫu số chung là 7. 7 đâu mà 7, con nhìn sao ra 7? Mẫu số chung là một con mẫu nó lớn hết, nó chia hết cho toàn bộ các mẫu gọi là mẫu số chung. Con thấy cái bình phương to đùng đó hả? Mẫu số chung là 49. À mà con quên. Con thấy mẫu số chung là 49 hả? Nghe rồi, em thấy rồi. Thấy chưa? Nghe rồi. Rồi từ đó con tìm thừa số phụ, con nhanh vô từ từ. Được chưa? Dạ. Yeah. Huy động và khử mẫu luôn. Minh xin chào Minh. Dạ, không chế dòng cuối này. Cái thế tam giác vuông canh chữ hai giả thiết đó thôi, nên không có đường đi nào khác đó ngoài đường đi vuông tại M và canh tại M. Rồi Thanh Thảo đọc bài 11. Thanh Thảo. Không 2B có tọa độ là trừ căn 3 trừ 1, tìm tọa độ trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB. Rồi tóm tắt đề bài đi con. Bài này chứ không cần vẽ hình đâu, bởi vì lý do là bài này thôi thiên về tính toán, có số liệu là thiên về tính toán hết. Vậy là tóm tắt XA bằng 0, IA bằng 2, XB bằng trừ căn 3 và IB bằng trừ 1. Không, con tóm tắt đề bài cái vô tập á, để biết cái đề nó nói gì thôi. Còn tọa độ thì con không cần phải tóm tắt. Rồi bây giờ tưởng tượng có ba cái đỉnh O, A và B. Như vậy hỏi Thảo, O, A, B có tọa độ đầy đủ hết chưa? Dạ chưa. Trời ơi, O là không không, A đề cho, B đề cho rồi, sao chưa có? À dạ. Vậy O, A, B có hết chưa? Dạ có hết rồi thầy. Rồi, bây giờ cho con một cái nốt. Sau này có nói tới trực tâm á, thì dùng cái nốt này. Trực tâm cũng khá là nhẹ nhàng. Nốt số 8. Nốt số 8 là liên quan tới trực tâm nha. Là trực tâm đi của tam giác ABC đó, thì sẽ có giả thiết như thế nào? Thì luôn luôn có một cái giả thiết, đó là AH vuông góc với BC. Đồng ý không Thảo? Dạ đồng ý thầy. Thì vuông góc có nghĩa là tích vô hướng của AH và BC nhân nhau bằng mấy? Bằng không. Thuộc lý thuyết đó chưa? Dạ rồi thầy. Ừ, tương tự BH có vuông góc AC không? Dạ có. Như vậy BH nhân với vector AC tích vuông cũng bằng không, đồng ý không? Dạ. AH chỉ cần mấy ảnh là đủ rồi, mấy phương trình là đủ rồi. Hát mấy ảnh tọa độ hát mấy ảnh con? Dạ hai ẩn. Ừ đúng rồi, thì cần hai phương trình đủ rồi, có cần phải CH nữa không hay khỏi? Dạ khỏi. Rồi bây giờ tập trung dạy câu trực tâm trước đúng không? Câu hỏi trực tâm đúng không? Đúng rồi, trực tâm. Như vậy gọi H là trực tâm của tam giác nào? OAB, đồng ý chưa?
Rồi ta có. Hồi nãy cái nốt số 8 đó ta có điều gì đọc thì nghe coi Thảo. Đó là gì? Giờ định ô đi. Như là vector nào nhân vector nào bằng không? Định ô là vector OH. Đối diện là vector nào? Cho OH nhưng cho đối diện định ô là gì? Sao con nó chậm thế? Bình thường mà con tam giác OAB thì định ô thì phải đối diện là cạnh AB bình thường mà. Dạ. Giọng thứ nhất con có hiểu gì không? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi tới định A thì đối diện định A là gì? Cạnh nào đối diện định A? Dạ OB. Thì vector AH với vector OB bằng không? Sao con phát biểu chậm vậy con? Bình thường mà đúng không? Rồi ok dạ, chưa? Chắc tại đường kiện bên con nó qua chậm với thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ tính tích vô hướng theo công thức nốt số 7 là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Giờ chịu khó tính thì thầy copy cái dòng này lên. Rồi copy tính nè. Thầy sắp xếp trước. Đầu tiên OH. H là cuối chữ đầu. Cuối chữ đầu là mấy chữ mấy con? XH chữ mấy? Dạ H trừ căn 3 trừ 0 đó thầy. Tọa độ O mà con. Tọa độ O là bao nhiêu? Tọa độ O là 0,0. Dạ. Có biết tọa độ O không? Tọa độ gốc tọa độ O có biết không? Dạ dạ. Ờ thì ra nhiêu? Lấy cuối chữ đầu là ra bao nhiêu? Dạ là XH trừ 0. Rút gọn luôn đi. Dạ XH với lại IH. Rồi giờ vector AB cuối chữ đầu rút gọn ra nhiêu? Trừ nhanh lên con, cuối chữ đầu B trừ XA. Dạ căn 3 với trừ 3. Sự cuối mà con, cuối là thằng B trừ đi thằng A. Trời ơi, sao con tính toán gì đâu mà sai tài le cho con. XB trừ XA, XB là bao nhiêu? Con nhìn đề bài, XB là bao nhiêu? Đó là trừ căn 3. Rồi tiếp tục. Tính vector AH tiếp. Cứ sắp xếp hết đi rồi tính một lần. Rồi ráp vô một lần. Rồi tới vector AH. AH là nhiêu con đọc đi. Dạ AH là XH với lại IH trừ 2. Tiếp tục tới vector OB. OB là dạ trừ căn 3 với lại trừ 3 với lại trừ 1. Rồi bây giờ ráp vào nè. Giờ mọi thứ đã sắp xếp hết rồi. Giờ ráp vào hoành nhân hoành. Vậy là vector OH hoành là nhiêu? Dạ là XH. Nhân. Dạ XH nhân cho trừ căn 3. Tiếp tục. Tung nhân tung. Dạ tung nhân tung là IH nhân cho trừ 1. Cái tờ AB mà con, trừ 1 ở đâu ra? Con nhìn cho kỹ chứ, đừng có nhìn sai. Nhìn sai là sai hết dạ. 1 giây luôn. Nhân cho trừ 3. Rồi tiếp tục. Vector AH nhân vector OB là hoành nhân hoành là mấy nhân mấy? Dạ XH nhân cho trừ căn 3. Tiếp tục. IH trừ 2 nhân cho trừ 1. Nên thầy mới dặn dò là những cái bài tập từ giờ trở về sau tuyệt đối không bao giờ cho phép mình sai sót nhảm nhí hết á. Lấy tay chỉ đúng cái nội dung đó. Rồi thế số vô chuẩn vào, cộng trừ nhân chia chuẩn vào. Tại vì cái công làm á nó rất là cực. Mà tự nhiên sai nhảm, sai về tính toán nó không có đáng. Rồi tới dòng này ai hiểu hết giơ tay thầy đếm.
Rồi Mạnh không hiểu chỗ nào mà Trương Huy không hiểu chỗ nào? Thật. Chuyển thế số tính toán tới đây không hiểu chỗ nào thật. Mạnh. Đây chà, Mạnh nó im lặng luôn. Tới đây nó không có cái bình phương nào hết, nên ta biết rằng đây là hệ phương trình. Hệ phương trình thì có kỹ năng bấm máy tính bình thường, nên ta sắp xếp để ta bấm máy tính. Hệ phương trình mà. Rồi Thảo lấy máy tính bấm cho thầy nè. Đó, thấy thầy sắp xếp không? Hệ số A 1, hệ số B 1, hệ số A 2, hệ số B 2. Đó, sắp xếp vô rồi đó. Trừ 2 nhân trừ 1 là dương 2. Rồi bấm máy tính chuyển qua là trừ 2. Rồi bấm lấy Thảo ra nhiêu? Ít hết bằng mấy? Dạ ít bằng trừ 1,7. Để con gì trừ 1,7 con? Đa phân số đồng hoàng chứ sao trừ 1,7. Dạ trừ 433/250. 433/250. Nhớ không có sai nha con, sai là phí lắm á. 433/250 phải không? Dạ 433/250 rồi y là nhiêu? Dạ y là trừ 1. Y là trừ 1. Kiên lấy máy tính bấm đi Kiên, con ngồi chờ ta làm gì? Thầy nghi mình bấm sai quá. Con bấm ABC là sao? Thảo đọc thầy nghe coi. Dạ trừ căn 3 trừ 3 0 trừ căn 3 trừ 1 trừ 2. Ờ sao bấm đúng vậy không? Dạ, có đúng, đúng vậy không? Nếu bấm đúng vậy thì thế vô đâu phải vậy đâu. Ví dụ thì thế IH vô là trừ 1, trừ 3 nhân trừ 1 là dương 3, chuyển vế qua là trừ 3, trừ 3 chia cho trừ căn 3, đáp án là căn 3 mới đúng chứ sao là 433/250. Làm sao 433/250 được? Con nghĩ sao vậy? Mấy con ra như đó thầy. Làm sao được, thầy tính nhập trong đầu thôi, cũng đâu có ra được con số đó. Tại vì thầy tính nhập trong đầu thôi ra XH là căn 3 mà. Con bấm lại lần nữa coi sao có vấn đề gì không? Dạ, tại vì cái căn 3 đó thì nó trong máy tính là nó đổi thành cái số thập phần á, thì nó ra số dài luôn. Nhưng mà nó là 433/250 mà. Lúc mà mình bấm 1,7320 vô máy tính thì nó ra cái số đó đó thầy. Làm sao được, con dài máy tính nào, máy tính nào mà là chùi bắp bảy. Căn 3 là số thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Còn 433/250 là số thập phân hữu hạn, là hai cái này là hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn mà. Ý là lúc đó bạn làm tròn lên xong rồi bạn bấm lại, bạn bấm nút một ra rồi bạn bấm lại vậy. Ai cho làm tròn? Hai đó là hai khái niệm khác nhau, sao được quyền làm tròn? Một cái số thập phân hữu hạn và một cái số thập phân vô hạn không tuần hoàn là số vô tỷ với số hữu tỷ. Rồi lần nữa mình bấm giùm thầy cái mình ra bao nhiêu? Ra giống vậy em thầy. Rồi kết luận vậy. H tọa độ nhiêu? Rồi Thảo rút kinh nghiệm cho Thảo. Thảo rút kinh nghiệm chưa? Dạ rồi thầy. Dạ rồi. Nhớ là đừng có sai sót về cộng trừ nhân chia nha. Sai vì cái gì thì sai. Chứ sai mà vì cộng trừ nhân chia là không có đáng một tí nào cả. Bây giờ ý thứ nhất đã xong. Ý thứ hai là tâm đường tròn ngoại tiếp. Rồi cho một cái nốt số 9. Y là tâm đường tròn ngoại tiếp.
Ủa tam giác ABC thì sao? Thầy, tâm đường tròn ngoại tiếp thì kiến thức của lớp dưới là giải hệ phương trình IA bằng IB, IA bằng IC hết. Đúng không Minh? Dạ đúng rồi. Tâm đường tròn ngoại tiếp có phải cắt theo ba định không? Dạ phải. Như vậy cần mấy phương trình? Y có mấy tọa độ? Minh? Dạ Y có hai tọa độ. Y như vậy với hai tọa độ đó ta cần hai phương trình là đủ rồi đúng không? Có cần phương trình IB bằng IC nữa không Minh? Dạ không. Rồi bây giờ ráp vào bài tập này mình dạy nè. Rồi bây giờ Thảo tập tính toán giùm thầy nè. Y tính sao Thảo? Đầu tiên chắc phải gọi cái đã. Y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Giờ để tiết kiệm thời gian, mình không có ít y với y mất thời gian lắm, mình mạnh dạn đặt y hai ảnh luôn, đó là AB. Để lát nữa ta xài trên AB thôi, không còn ít y nó mất thời gian, đúng không Thảo? Dạ. Rồi bây giờ thầy tính toán về cái vụ IA IB trước đi. Nhưng mà chắc sắp xếp trước cho em để em biết là mình phải làm gì trước. Nên ở đây ta có hai phương trình, đó là IA bằng IB. Ở đây tam giác OAB hả? IO đi, IO cho nó đẹp. O bao giờ nó cũng là số 00, nó đẹp hết á. Lấy IO làm chuẩn. Y là tam giác OAB. Rồi đồng ý chưa Thảo? Dạ rồi thầy. Rồi bây giờ làm trực tiếp luôn, khỏi phải sắp xếp. Tại vì cái công thức IO thì ai cũng biết là lấy cuối trừ đầu bình phương, rồi lấy căn lên, đó là công thức khoảng cách giữa hai điểm. Rồi cuối trừ đầu cụ thể là lấy mấy trừ mấy con? Lấy 0 trừ cho nhiêu? 0 trừ A tất cả bình, không. Rồi 0 trừ gì? Thảo có vẻ tính không được nhanh được hả Thảo? Dạ. IB là nhiêu? IB, dạ. IB là cuối trừ đầu là nhiêu? Trừ căn 3 trừ mấy? Dạ trừ căn 3 trừ cho trừ A. Cho A. Sao tính được không? Hay thầy bị giúp đỡ về tính toán? Dạ. Con nhìn là thầy khai triển nhẹ nhàng mà. IO, IO là cuối trừ đầu, XO trừ XI, XO là 0, XI là A. Thế nhẹ nhàng mà sao không ổn? Rồi IB cũng vậy, XB là trừ căn 3, XI là A, IB là trừ 1, IY là B, trừ 1 trừ B. Rồi IO ở dưới nó giống IO ở trên, nó copy xuống. Rồi XA là 0, rồi trừ XI là A, rồi IA là 2. Thế thì thế cơ bản mà sao con thấy ông nội Thảo? Ổn về tính toán không Thảo? Dạ ổn thầy. Rồi bao nhiêu bạn tới đây hiểu với tay thầy đếm nè. Đầu tiên kỹ năng thế là phải thế cho được công thức. Có công thức thì thế nó vào. Rồi mà Gia Hân, Minh Tuấn. Không hiểu chỗ nào Minh Tuấn? Xuân Nhi không hiểu chỗ nào Xuân Nhi? Mặt đi chơi rồi mà. Đầu Kiên không hiểu chỗ nào Kiên? Lại đang coi, nó chỉ có thế thôi sao đang coi. Giờ công thức AB, công thức IO, công thức IB là công thức khoảng cách của hai điểm. Kiến thức này của chương 1 rồi chứ đâu phải là của kiến thức chương 2 nữa. Rồi bây giờ muốn mất canh làm gì Thảo? Dạ mất canh bình phương hay vế cơ bản mà. Phải bình phương hay vế không? Dạ. Rồi bây giờ khi xác định hằng thức á là phải linh hoạt cái chỗ là bình phương của một chú âm á,
thì biến thành chữ dương. Nó phải linh hoạt cái chỗ cộng trừ nhân chia như vậy, chứ đừng có ngồi mà ngồi suy nghĩ hoài cái cộng trừ nhân chia. Phải linh hoạt hết sức luôn, là bình phương với âm là dục liền. Rồi Thảo đồng ý cái dòng thì vừa mới biến đổi suy ra không? Thì tức nó nhanh quá không? Đồng ý. Dạ không. Thì hai dấu trừ không? Thì dục liền hai dấu trừ thành dấu cộng, canh ba cộng A. Trừ 1 trừ B thì dục liền là 1 cộng B liền. Rồi không thì dục luôn. Không dục hết, còn A bình cộng B bình. Canh hai vế là bình phương rồi mất. Đó phải linh hoạt cái chỗ này. Rồi ok, cái dòng suy ra chưa Thảo? Dạ rồi thầy. Rồi bây giờ cứ khai triển hàng lần thức bình thường thôi. A bình cộng 2 lần canh 3 nhân A cộng 3 cộng B bình cộng 2B cộng 1. Đó bản lĩnh tính toán phải nằm chỗ đó. Rồi B bình trừ 4B cộng 4. Rồi thì khai triển hàng lần thức có thắc mắc gì không Thảo? Dạ không thầy. Nhìn vế rút gọn bình thường, mấy cái bình phương nó triệt tiêu hết liền. A bình B bình là triệt tiêu nè, là do bên đây cũng có A bình B bình. Tới chưa? Trong quá trình tính toán nó phát hiện ra rút gọn gần hết luôn, không còn cái gì hết á. Có thấy A bình B bình mất hết không? Thảo thấy chưa? Chưa rồi. Rồi tìm ra đường chữ gì trước? Dạ, để con nhìn nhanh ra tìm được chữ gì trước? Chữ A. Ờ chữ A. Rồi tìm chữ A trước hồi nào? Nhìn phương trình dưới mà tìm chữ A trước. A chữ B trước thầy. B bằng nhiêu? B bằng nhiêu? Dạ B bằng 1. Tiếp tục, thế lên đâu? Dạ thế lên phương trình trên. 2 x 1 là 2, 2, 3, 5, 5, 1, 6 thì qua là trừ 6. Rồi bấm máy tính đi. Trừ 6 chia 2 canh 3 ra nhiêu? Dạ trừ căn 3. Trừ căn 3. Rồi kết luận vậy, y tọa độ bao nhiêu? Dạ, trừ căn 3, 1. Rồi hết. Đó là kỹ năng tính toán. Về kỹ năng công thức thì nốt số 8 đã biết công thức rồi. Sau này có đụng bài đó thì cứ với công thức đó thôi. Còn lại là kỹ năng tính toán của cá nhân mỗi người. Xong bài 11. Rồi Thảo sửa bài xong báo thì biết nha Thảo. Dạ. Một số em lưu ý giùm thầy á, là người ta bấm máy tính thì mình cũng bấm luôn. Tại vì tính toán là kỹ năng của cá nhân mình, nên người ta bấm đừng có lệ thuộc vào người ta. Mình cứ bấm đi, để mình chăm thay không bằng tay quen. Cái thứ hai nữa là mình cứ tự tính. Một bài chưa thành công thì dạy 10 bài. Tại vì sau này cái này là cái lợi thế của lớp 11, 12 sau này của tụi em đó. Sau này em thi trắc nghiệm, thi đại học thì trắc nghiệm luôn. Nên thành ra mình phải bấm máy tính, mình phải tự tính. Không có trông chờ ai hết á. Bạn mình có đọc đáp số cho mình hay nó bấm giùm cho mình thì bỏ qua đi. Cứ mình cứ tự làm. Cộng trừ nhân chia hết sức linh hoạt, đừng có quá nguyên tắc. Linh hoạt đây là gì? Cái bình phương dấu âm là tự hiểu rồi đó. Nắm chắc kỹ thuật về tính toán. Giống như quy đồng hồi nãy Mạnh hỏi đó, phải tìm biết mẫu số chung là ai, và từ đó nhân thường số phụ. Đó là kỹ năng bình thường phải làm được. Rồi trong quá trình làm toán cũng đừng có lo lắng gì vậy á. Kiểu gì nó cũng sẽ triệt tiêu hết à. Bình phương kiểu gì cũng sẽ bị triệt tiêu. Nên cứ khai triển đi. Kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn, lì lợm lên,
Bây giờ trong đây cái bài 13 nó có liên quan tới số liệu, thì thầy làm bài 13 trước, làm bài 12 tính sau. Bài 13 nó có số, tính toán, học cách tính toán. Rồi, Bảo Trân đọc bài 13, Bảo Trân. Thầy là cho hình bình hằng ABCD với AB bằng căn 3, AD bằng 1 và góc BAD bằng 30 độ. A tính vector AD nhân vector AB và vector BA nhân vector BC. B tính độ dài hai đường chéo AC và BD. Tính cos vector AC và vector BD. Rồi, tóm tắt đề bài vô tập chưa con? Kiên tóm tắt đề bài cho Kiên. Ngồi ngồi thử ra con. Nhanh nhẹn lanh lẹ lên. Thảo thử bài xuống cho Thảo. Dạ xong rồi thầy. Rồi tóm tắt đề bài phía dưới đi con. Rồi câu đầu tính vector AD nhân vector AB thì vì là câu đầu nên cũng khá đơn giản, bởi vì dùng định nghĩa thôi. Ngọc Trinh đọc cho thầy định nghĩa đi. Cạnh nào nhân cạnh nào? Trinh thuộc công thức không? Dạ thưa thầy là AB nhân cho cos của góc DAB. Rồi, con Thế Vôn bấm máy tính giùm thầy đi. Bằng 3/2. Đúng rồi hả? Dạ. Bấm máy tính luôn rồi đúng không? Kết quả là bằng 3/2. Dạ. Rồi, ý thứ hai. BA nhân BC là bằng độ dài nào? Dạ là bằng độ dài BA nhân với BC nhân cho cos của góc ABC. Rồi, tính được góc ABC không? Hai góc trong một phía bù nhau, hình bình hành mà. Tưởng tượng nó hình bình hành kia. Đây rồi. BAD là bằng 30. BAD là 30. Thì ABC là nhiêu? ABC là nhiêu không? Bằng nhiêu?
Alo, Ngọc Trân. Alo, Ngọc Trân nghe rõ không? Dạ nghe. Bị góc đó là bao nhiêu độ con? Trân nghe rõ không con? Dạ nghe. Ừ, thì con tính toán giùm thầy coi ra nhiêu? Dạ, bằng 150 độ. Tính hết luôn rồi hả? Dạ, thì con mới tính gốc gốc A, B, C. Thì khẩn trương lên con A, con B, con C còn nhiều câu nữa mà. Mình phải biết mình đang làm điều gì chứ. Trừ 3/2. Tính sao? Dạ, con lấy căn 3 nhân 1 nhân cos 150 độ bằng trừ 3/2. BA là căn 3. BC bằng AD phải không? Dạ. Rồi, bấm máy tính hết ra nhiêu? Dạ, trừ 3/2. Trừ 3/2. Phải không? Rồi cô B tính độ dài hai đường chéo AC và BD. Giờ AC làm trước. AC lôi này ra. Dùng hàm đẳng thức á, cái nốt nãy mình làm rồi đó. Cái nốt số 2 đó. Hàm đẳng thức bánh trừ đi, tại vì có chữ B đứng đầu. Nên phải linh hoạt để biết mình đang phải làm gì. Rồi, Ngọc Trân có hiểu cái dòng đầu tiên của thầy chưa? Rồi cái nốt đó nó dạy mình là làm gì hai vế. Cái nốt số 2 dạy mình làm gì hai vế. Hả con? Làm gì hai vế mới tính được AC. Con thấy hay làm gì vậy? Trân. Dạ mình có hai vế. Thì đúng rồi, con phải linh hoạt nhanh nhẹn lên cái chỗ đó chứ. Dạ. Rồi hai chuyện hàm đẳng thức ra BA bình trừ 2 lần gì? Dạ trừ 2 lần BA nhân trừ 2 lần vector BA nhân vector BC trừ 2 lần trừ vector bình. Hàm đẳng thức là cộng chứ. Dạ, cộng sao trừ hoài vậy? Dạ. Rồi hai chuyện hàm đẳng thức xong chưa? Dạ. Nên thầy nói phải linh hoạt lên, tại những bài này đã từng làm rồi. Thay vì nó lạ mình không nói, đã từng làm rồi thì phải làm linh hoạt cực kỳ nhanh nhẹn lên. Cái đó cái tốc độ và cái năng lực của mình phải làm được. Rồi chuyển vế qua là BA bình cộng BC bình trừ CA bình tất cả chia 2. Rồi cái chuyện mà thầy chuyển vế thắc mắc gì không? Rồi thế số hết chưa con? Ủa đâu phải, thầy chuyển vế sai rồi. Thì đang tìm xe mà. Đang tìm xe thì em chỉ thế số vô hôi BA là nhiêu? BA là căn 3. Căn 3 bình lên là 3. Rồi BA nhân BC nãy tính nó được nhiêu? Dạ là trừ 3/2. Rồi BC là nhiêu? Dạ là 1. Rồi bấm máy tính hết. Đó thế vô tìm được xe đó. Rồi bấm tính là nhiêu?
Dạ thầy là 7. CA bằng bao nhiêu thì nói CA. Dạ CA là bằng căn 7. Rồi tiếp tục ta lại có tính BD. BD thì dùng cái kết quả bên kia. BD là dùng AD với AB cũng làm tách trừ luôn. Rồi cách làm tương tự đồng ý không? Dạ. Dạ. Vậy là AD trừ AB là gì? Rồi làm gì hai vế? Dạ bình phương hai vế. Ừ thì giống nhau hết mà. Rồi khai trình hành thức ra đọc hàng hành thức luôn đi. Dạ thầy là AD bình trừ 2 lần vector AD nhân vector AB cộng AB bình. À. Rồi, thế này thế số được chưa? Dạ. AD là nhiêu vậy? AD là mấy? Dạ là 1. Rồi tích vô hướng nãy tính ra nhiêu vậy? Dạ là 3 phần 2. Rồi, bấm máy tính hết rồi ra BD nhiêu? Rồi BD bằng 1. Dạ. Như vậy kết thúc câu B. Rồi qua câu C thôi. Tính cos AC với BD thì dùng cơ bản tích phương hướng thôi. Vector AC với vector BD là gì đọc hay nghe? Dạ thầy là bằng AC nhân BD nhân cos của vector AC và rồi cứ ráp đúng công thức mình thôi. Sau khi ráp công thức xong thì chuyển vế bình thường. Rồi đúng công thức mình chưa? Rồi. Như vậy muốn tìm cos thì ta chuyển vế, đồng ý không? Nhưng mà quan trọng là cái vector AC với vector BD mình tìm chưa hay mình chưa tìm? Tìm chưa? Chưa tìm đúng không? Chưa tìm thì bây giờ tìm rồi sau đó mình ráp vô sau. Cái này là ta lại có đi. Giờ tìm phía chưa chứ. Ở phía trên đi. Vector AC nhân vector BD giờ tìm sao? Coi mình đã tìm được chỗ nào chưa? Ở đây mình có câu A là AD nhân AB. Vậy có chèn điểm nào vô không? Chèn điểm nào vô để tận dụng các kết quả của trên? AB nhân AD. Đâu chèn thử coi. Chèn điểm tính cái tích vô hướng này trước coi. Tính xong rồi mình mới thế phía dưới được. Vậy mình chèn thử coi cái anh chàng vector AC. AC có phải là đường chéo không? Đường chéo của hình bình hành. Đường chéo hình bình hành như có công thức vọng đúng không Trân? Đường chéo hình bình hành có công thức là gì? Vector AC bằng vector gì con? Đường chéo hình bình hành nó có công thức gì con? Có cái là AB cộng AD ra AC có phải không? Đúng không? Và quy tắc hình bình hành là vậy không? Dạ. Đồng ý không? Rồi vector BD sao? BD có phải là quy tắc hình bình hành không? Thì ra cái gì? Là BA cộng vector BA cộng vector BC.
BA cộng với BC cũng là quy tắc hình định hành luôn, đúng không? BA cộng BC là quy tắc hình định hành, đồng ý chưa? Dạ. Rồi ta nhìn phân phối coi xem có giống cái giống cái nội dung ở câu A mà ta vừa rồi ta tính không. Nên ở đây thì nhân phân phối vào thì vẫn là dấu bằng. Như vậy là vector AB nhân vector BA, cứ nhân từ từ thôi. Phân phối mà, phân phối nhân từ từ, không gì phải vội đó. Rồi AB nhân với BC. Rồi đọc tiếp đi con, nhân phân phối về đọc ra gì nữa. Cộng AD nhân với ai? Rồi AD nhân với BA cộng AD nhân với BC. Rồi ok. Phân phối cơ bản thôi. Con đã có hiểu ý tưởng là thầy phải tính tích vô hướng trước khi thầy thế phía dưới, con nhớ không? Hiểu ý tưởng không? Dạ. Rồi cho phân phối kiểm tra lần cuối coi có phân phối sai thế nào không? Ok chưa? Phân phối ok chưa con? Rồi đúng không? Rồi bây giờ liếc cái câu A coi xem mình có thể được gì. AB trên BA đặt điểm trừ ra đằng trước được không? Được. Đặt điểm trừ đằng trước là vector BA nhân vector BA, đồng ý chưa? Ở câu trên á có vẻ như mình có BA nhân BC, thì đặt điểm trừ đằng trước đổi thành BA nhân BC. Được chưa? Còn ở đằng trước có AD nhân AB thì đổi BA thành AB có được không? Được. Rồi AD nhân BC. AD nhân BC thì con thấy hình ảnh ADBC là cùng hướng, à ADBC là cùng hướng ngược hướng. ABCD thì AD có cùng hướng với BC không? Được có. Có bằng luôn không? Được có. Nên vector AD và vector BC thì đổi luôn là vector BC chính là vector AD, đồng ý chưa? Dạ. Rồi nhìn lại lần cuối coi, thầy đổi vector cho nó giống giống câu trên, nó thắc mắc chỗ nào không? Cái dòng dấu bằng của thầy á, tới cuối á, có thắc mắc gì không? Không. Rồi bây giờ đổi nè, BA nhân BA là BA bình, BA bình là bỏ đi vector, đồng ý chưa? Dạ. AD nhân AD là AD bình, bỏ vector, đồng ý chưa? BA nhân BC tính phía trên rồi ra nhiêu vậy, đọc lại hết kết quả hay nghe. Đọc đi. Bạn là 3/2. Còn AD nhân AB lấy tính phía trên ra nhiêu? Dạ là 3/2. Rồi đồng ý không? Trừ BA bình. Đồng ý chưa? Dạ. BA để cho là cách 3, AD để cho là 1, mình thế vô luôn được không? Được. Vậy là B cách 3 bình là 3 bình là 3, AD bình là 1. Rồi bấm máy tính hết luôn giùm thầy coi ra nhiêu. Đó bấm máy tính toàn bộ. Rồi âm 2 không? Rồi âm 2 không? Rồi tới đây ta thế vô được rồi, suy ra code sẽ bằng tích vô hướng chia cho tích độ dài rồi chuyển bế qua code bằng tích vô hướng chia tích độ dài không? Mà tích vô hướng vừa rồi tính là nhiêu? Tức rồi, tức vô hướng tính ra nhiêu con? Dạ, trừ 2. AC nãy tính ra nhiêu? Bấm đi con. Thì bấm cuối cùng ra nhiêu? Dạ, trừ 2 căn phần căn 7. Trừ 2 căn 7 phần 7 đúng không?
Rồi bấm máy tính coi nó có lớn hơn 1 hay là bé hơn âm 1 không. Ship code coi, ship code ra góc nhiêu độ. Ship code được không hay là mắt error? Ship code được có nghĩa là góc mình tính đúng rồi đó. Dạ được rồi. Rồi được, vậy bao nhiêu bạn hiểu toàn bộ OC giơ tay thì đếm. Minh Tuấn không hiểu chỗ nào Minh Tuấn? Tường Linh không hiểu chỗ nào Tường Linh? Minh Chí không tương tác rồi. Mạnh Chí nha. Rồi qua bài C thầy muốn nhắc nhở là cái hệ quả của tích vô hướng là tìm ra được góc. Nhưng mà bài này nó tìm cốt chứ không có tìm góc, nên chúng ta để cốt luôn, ta bấm shift cốt. Thì cái câu chuyện tích vô hướng là ta tính ở phía trên. Thì khi tính ta có nhiều phương pháp. Thì trong đây thầy dùng phương pháp là chèn điểm. Nhưng mà không, thầy dùng quy tắc hình bình hành chứ không có chèn điểm. Tại vì thầy phát hiện ra quy tắc hình bình hành nó đẹp hơn. Và sau đó thầy mới cố tình đổi ra giống như kết quả của A. Thầy của A làm rồi, thầy bị ráng đổi qua tí. Rồi, và cuối cùng ngày hôm nay là bài 14 đi. Cũng là tính toán. Nói chung là đối với hình học mà gặp bài tính toán thì nó nhẹ nhàng, nó không có khó khăn. Hoàng Yến đọc đề đi, Hoàng Yến. Dạ, cho tam giác ABC có AB bằng 2, BC bằng 4, AC bằng 3. Tính vector AC nhân vector AB và cos vector AC vector AC vector AB. B gọi y là trung điểm của AB, chi là trung điểm, chi là điểm thả vector AC bằng 3/2 nhân AC. Tính vector AI nhân vector AC, từ đó suy ra độ dài đoạn thẳng EC. Rồi con tóm tắt đây bài vô tập đi. Yến sửa bài xong chưa Yến? Dạ con có chụp lại rồi thầy. Thì cũng tranh thủ sửa nha. Chụp sợ quên không có chép vô có không nên. Sửa xong chưa? Thầy đang chờ sửa đó. Yến sửa bài em chưa Kiên? Minh sửa bài em chưa Minh? Đang sửa xong rồi thầy. Duy sửa em chưa Duy? Quang Duy. Bây giờ giải bài số 14. Ở đây cho ba cạnh mà tính ACAB thì dùng hằng đẳng thức thôi. Copy cái hằng đẳng thức ACAB như đã làm lần rồi nè. Đây nốt số 3. Rồi copy nốt số 3. Đó. Khi mình ghi các nốt là mình biết cái vị trí ở đâu, là mình biết liền là bài đó sẽ dùng liền cái nốt đó. Như vậy ACAB thì có chữ A đứng đầu. Chữ A đứng đầu nên thầy dùng hằng đẳng thức toán trừ. Từ đó tính ACAB thì là ABAC đều được hết. Rồi bấm máy tính dùng thầy cơ Thảo. Bình thầy cơ Hoàng Yến. AB, BC, AC có hết rồi. Thế số vô đi con.
AB bình là 4, AC bình là 9, BC bình là 16. Tất cả chia 2. Rồi bấm máy tính đi, ra nhiêu con? Dạ trừ 3 phần 2 thầy. Như vậy câu A đã được một ý. Ý thứ hai thì dùng hiệu quả thôi. Code, code thì copy cái dòng này nè. Đây code đây. Đó, tìm code giống như bài trên đó, bài 13 đó. Ý thứ hai copy code. Nhưng mà code này là code ACAB. Nhớ nha, ACAB. Như vậy thay vào ACAB. Đó, chuyển vế qua. Code ACAB bằng tích vô hướng chia tích độ dài. Đó, cái câu văn của mình là vậy. Tích vô hướng chia tích độ dài. Mà tích vô hướng vừa rồi tính ra là nhiêu vậy Hoàng Yến? Là bao nhiêu? Trừ 3 phần 2 này. AC đề cho là 3. Rồi AB đề cho là 2. Rồi bấm máy tính luôn lần coi ra nhiêu. Đó, trừ 3 phần 2 chia 3 nhân 2 là trừ 1 phần 4 đúng không? Ra nhiêu con? Phải trừ 1 phần 4 không? Bấm đi. Không phải. Dạ phải rồi thầy. Rồi thì câu A rất là nhẹ. Mình biết ở đâu cái mình copy qua cái liền là xong luôn câu A. Bài B thì chắc phải vẽ hình rồi mới tính à. Bây giờ tính gì? Y trung điểm AB hả? Tính vector AI với vector AC vậy? Thầy phát hiện ra có chữ A đứng đầu. Chữ A đứng đầu. Chữ A đứng đầu thì dùng tính trừ. À, tính là độ dài EZ hả? Tính là độ dài EZ. Như vậy là phải tính AZ vẽ hình rồi, không vẽ hình không được. AZ là 3 phần 2 AC. Y trung điểm AB. À thôi mình dùng câu A luôn đi. Tại vì Y trung điểm AB thì ta đổi được qua AB. Như vậy là AI bằng mấy lần AB vậy Hoàng Yến? Y trung điểm AB thì AI bằng mấy AB? Dạ 1 phần 2 AB. Có cùng hướng không? Cùng hướng rồi đúng không? Vậy là 1 phần 2 AB. Y trung điểm là 1 phần 2 AB, ok. Nói chung là ta đương theo câu A ta làm. Tương tự AC. AC là 3 phần mấy? Dạ 3 phần 2 AC. Rồi dòng thứ nhất thầy thay như vậy thắc mắc gì không Hoàng Yến? Dạ không. Thầy thay vô để thầy tận dụng kết quả của câu A đó, hiểu không? Như vậy dạ. Rút gọn số với số là 3 phần mấy? Ba phần mấy con? Rút gọn số với số ra 3 phần mấy? Dạ 3 phần 4. Mà ABC như tìm rồi đúng không? Tìm ra nhiêu vậy? Dạ. Dạ trừ 3 phần 2. Rồi bấm máy tính luôn đi, ra nhiêu? Dạ trừ 9 phần 8. Ừ, thấy nhẹ nhàng không? Dạ. Ừ, nên sau này nhớ cái tích vô hướng đó là mình không những mình được đổi chẹt điểm, mình được còn đổi vector nữa. Rồi nhờ hàng đẳng thức luôn á. Để giờ thầy biết đâu thầy nhờ hàng đẳng thức nè. Thầy copy nguyên cái dòng này xuống nè, thầy nhờ hàng đẳng thức nè. Tại vì câu hỏi là tính easy. Easy, easy thì thầy sẽ dùng hàng đẳng thức, đó là AI trừ AC. Lý do thầy thấy có chữ A đứng đầu. Nên thầy copy hàng đẳng thức xuống, AI trừ AC. AI trừ AC ra là CE. Rồi bình phương hay vế? Đồng ý không Hoàng Yến? Dạ đồng ý. Bình phương hay vế thì chắc chắn sẽ tính ra được là easy thôi. Rồi khai triển hằng đẳng thức cơ bản. AI bình trừ 2 lần AI nhân AG cộng AG bình. Bên kia là easy bình. Ok chưa? Dạ. Rồi thế toàn bộ vô. AI mình chưa có đúng không? AI mình có chưa?
Dạ ai một chưa phần có? 2AB. Ừ, giờ mình tính đi. Tôi tính đi, ta có AI hồi nãy con nói là 1 phần 2AB. Mà AB để cho nhiêu? Dạ, dạ AI, dạ AI là bằng 1. Như vậy là bằng 1, AI xong một tên, chấm phẩy. Tên thứ hai là tính AC đúng không? AC là bằng 3 phần 2AC. Con thấy có cùng hướng không? Dạ ngược hướng. Con vẽ hình chưa mà biết ngược hướng? G, G nằm đâu mà ngược hướng? AG bằng 3 phần 2AC. 3 phần 2 là một số dương. Như vậy là cùng hướng dạ, chứ con? Dạ cùng hướng này. 3 phần 2 là số dương, AG với AC cùng hướng. Như vậy thì gánh modul lên. Dạ. Thì gánh modul lên thì sẽ tính được AG, đồng ý không? Dạ. Vậy 3 phần 2 của con số bao nhiêu? AC là nhiêu vậy? Dạ AC lần 3 là ra 9 phần 2 thầy. Như vậy là thầy vừa mới tính xong AC là 9 phần 2. Như vậy thầy xong hết rồi thầy thế số vào thôi. Vậy AI thế vào là nhiêu? AI thế vào là 1 đúng không? Tích vô hướng vừa rồi tìm ra được nhiêu vậy? Tích vô hướng vừa rồi tìm ra được nhiêu? Dạ trừ 9 phần 8. Thế vào trừ 9 phần 8. Rồi tiếp tục AI, AC, AC nãy tính nhiêu vậy? Tám mốt phần tư đúng không? Phải tám mốt phần tư không? Mình lên phải tám mốt phần tư không? Dạ. Rồi bấm máy tính hết toàn bộ ra easy ra nhiêu? Dạ ra, dạ ra 47 phần 2. Đó là easy hay là easy bình? Vừa rồi con bấm là easy hay là easy bình? Dạ là easy bình. Easy ra nhiêu? Thầy đã hỏi easy ra nhiêu? Dạ ra căn 94 phần 2. 94 phần 2. Rồi bao nhiêu bạn bấm máy tính giống bạn Hạ, bạn Yến giơ tay thì đếm. Bạn nó ra là căn 94 phần 2 đó. Là y chang bạn đúng không? Mình đưa giờ thầy là y chang bạn phải không? Mình y chang bạn bằng mình. Dạ. Rồi ok vậy được rồi. Vậy là các em hiểu hết bài tính toán của ngày hôm nay về tích vô hướng. Và thầy chốt lại một lần cuối, tích vô hướng được tính theo nhiều cách khác nhau. Cách cơ bản nhất được gọi là cách dùng định nghĩa tích vô hướng bằng tích độ dài nhân cos của góc hợp bờ giữa hai vectơ. Cách thứ hai là dùng hàm đẳng thức, nãy thầy cũng khai triển hàm đẳng thức khá là nhiều. Cách thứ ba là thầy dùng tọa độ nếu đề cho tọa độ. Và cách thứ tư là thầy chèn điểm hoặc là thầy thế cái biểu thức mà đề bài yêu cầu hoặc là quy tắc gì đó hình bình hành đó vân vân. Đó là cách thứ tư. Vấn đề cuối cùng cộng trừ nhân chia trộn được chưa? Rồi bài học ngày hôm nay thì tạm thời dừng tại đây, những bài phía sau nó cũng liên quan tới số liệu. Bài nào mà chưa có số liệu thì thôi tạm thời mình làm sau cùng đi, như bài 18 có số liệu nữa cứ làm bình thường, bài 19 có số liệu cứ làm bình thường. Thì cái file này thầy đã chụp lên group rồi phải không Minh?